Xin chào mọi người, mình là Đinh Văn Đoàn, đến từ công ty Thủ Thiêm New City Land. Thì hiện tại mình đã công tác ở công ty khoảng 3 năm và đạt được một số thành tựu kết quả tốt. Thì mình rất là vui mừng và tự hào khi mình đạt được những thành quả trong thời gian qua. Thì bản thân thì luôn tự nhủ là mình sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa để đạt những thành tích cao hơn. Thì thực ra dự án Parkview ở Bắc Minh có rất là nhiều điểm mạnh phù hợp cho những người có nhu cầu mua ở hoặc là đầu tư. Nhân đây thì mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến công ty phát triển dự án Unihome và ban tổng giám đốc công ty cũng như là các bạn đồng nghiệp hỗ trợ mình trong việc tiếp khách hàng, hỗ trợ mình công cụ để tiếp cận khách hàng. Những khó khăn lớn nhất đối với dự án này là hiện tại thì Thuận An nói riêng và Bình Dương nói chung thì đã có rất nhiều dự án đang triển khai cùng một thời điểm nên ảnh hưởng đến suy nghĩ, lựa chọn và đắn đo đối với khách hàng. Thì mình cũng chia sẻ những thông tin hữu ích đến với khách hàng, chia sẻ những điểm mạnh và hỗ trợ khách một cách nhiệt tình. Thì mình cũng làm theo team của mình để hỗ trợ mình trong việc tiếp khách và dẫn khách đi xem nhà mẫu, và đâu đó vẫn nhận được một số phản hồi tốt từ khách hàng. Mình muốn gửi lời đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng đồng hành và ủng hộ mình, cũng như là các bạn khối kinh doanh của công ty Thủ Thiêm New City Land là cùng chiến đấu dự án Parkview ở Bắc Minh.